hai vợ chồng ở Nghệ An tử vong sau tiếng nổ lớn. Bắt tạm giam 7 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của ngư dân vùng ven biển. Dùng mảnh vỡ cốc thủy tinh hành hung con gái, con nợ. Bắt đối tượng giật điện thoại của du khách nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát giao thông lái xe mô tô đặt chủng chở người phụ nữ bị co giật đi cấp cứu kịp thời. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của Báo Việt Nam Plus. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An xác nhận đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ lớn khiến hai người tử vong trên địa bàn xã Tam Hợp. Sau tiếng nổ lớn, cột khói lớn bao trùm cả khu vực, hai người tử vong trong ngôi nhà đổ sập cùng nhiều tài sản bị hư hỏng. Vụ việc khiến cho nhiều người dân sinh sống gần đó không khỏi sợ hãi. Thông tin ban đầu khoảng 17 giờ chiều ngày 27 tháng 8, xảy ra vụ nổ lớn tại căn nhà cấp 4 của ông Quy, 57 tuổi, trú xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp. Thời điểm đó, người dân nghe tiếng nổ lớn, sau đó cột khói lớn bao trùm cả ngôi nhà ông Quy và những nhà lân cận. Tiếng nổ mạnh đến mức có thể cảm nhận được từ xa, khiến nhiều người trong khu vực lập tức chạy đến hiện trường. Khi đến nơi họ chứng kiến một cảnh tượng hoang tàn, ngôi nhà bị phá hủy nghiêm trọng, với nhiều mảnh vỡ văng xa đến hàng chục mét và các bức tường đã bị sập đổ hoàn toàn. Bước đầu xác định hai người tử vong, nhiều tài sản trong nhà nạn nhân và nhà hàng xóm hư hỏng sau vụ nổ. Nạn nhân tử vong được xác định là ông HVQ 57 tuổi và vợ là bà HTH 53 tuổi. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Liên quan đến hoạt động bảo kê trên vùng biển, sáng 28 tháng 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hòn Đất bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản trên vùng ven biển huyện Hòn Đất, khi ngư dân đến vùng biển để đánh bắt hải sản, một đối tượng đã chỉ đạo đàn em hăm dọa, ép người dân phải bán hải sản đánh bắt được cho nhóm với giá rẻ. Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Đức Tài, 29 tuổi, ngụ huyện Dồng Riền, Lâm Văn Đồ, 34 tuổi, ngụ huyện An Minh, Đinh Quang Hậu, 26 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, Trương Văn Hữu Lợi, 37 tuổi, Văn Công Măng, 33 tuổi, Võ Văn Hào, 21 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang và Nguyễn Thanh Nghĩa, 34 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận nhận thấy khu vực bãi biển ven bờ thuộc huyện Hòn Đất có nhiều hải sản, loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ, lụa, sò, hến, vân vân. Các đối tượng đã tự ý bao chiếm mặt nước biển trên vùng khai thác tự do, buộc ngư dân khai thác phải bán lại với giá thấp, nếu không thực hiện theo yêu cầu thì bị nhóm này sử dụng phương tiện vỏ máy công suất lớn rượt đuổi đe dọa, ném vỏ chai, đá gây thương tích. Liên quan đến các nhóm đối tượng hoạt động phạm tội bao chiếm mặt nước biển thuộc vùng khai thác tự do ven bờ từ huyện An Minh đến Kiên Lương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bắt giam 18 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh một đối tượng. Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Người dân phản ánh tố giác tội phạm qua đường dây nóng Công an huyện Hòn Đất, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang hoặc gặp Thượng tá Nguyễn Thành Có, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, chỉ vì mâu thuẫn trong nợ nần, không ít đối tượng ra tay dã man gây hậu quả nặng nề cho người khác. Mới đây nhất, phải kể đến vụ việc xảy ra tại Sầm Sơn Thanh Hóa. Một thiếu nữ sinh năm 2007 bị một số người tới hành hùng, dùng mảnh vỡ cốc thủy tinh gây thương tích vì đòi nợ khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Cụ thể, ngày 28 tháng 8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc vay nợ. Trước đó, bà Hoàng Thị Hát, sinh năm 1983, ngụ phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đang bán hàng tại khu vực Cảng Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, thì gặp bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1960, ngụ cùng phường với Hát. Bà V nhắc về khoản nợ thì bà Hát nói không trả, dẫn đến hai bên xô xát tuy nhiên được mọi người can ngăn nên không có hậu quả gì. Tuy nhiên, khi về nhà, bà V đã kể lại sự việc với hai con gái là Trần Thị Thảo sinh năm 1991 và Trần Thị T sinh năm 1980. Sau đó, ba mẹ con bà V cùng nhau đi tới nhà bà Hát. Tại đây, hai bên to tiếng cãi nhau rồi xảy ra xô xát. Hậu quả em VTLH sinh năm 2007, con gái của bà Hát, bị Thảo dùng mảnh vỡ của cốc thủy tinh gây thương tích phải nhập viện cấp cứu. Hiện công an thành phố Sầm Sơn đang điều tra giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, nhiều du khách nước ngoài sang Việt Nam du lịch đã không may bị các đối tượng cướp giật nhắm đến. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch nước ta. Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã tăng cường vào cuộc điều tra xử lý. Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, chưa đầy 24 giờ gây ra vụ cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài, một đối tượng đã bị các trinh sát hình sự lần theo dấu vết bắt giữ và thu hồi tăng vật vụ án. Ngày 28 tháng 8, phòng cảnh sát hình sự PC02, công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Văn Dần 26 tuổi, ngụ quận Bình Tân để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, tối 26 tháng 8, ông Charles Wee Beng 47 tuổi, quốc tịch Singapore đang đứng trước cửa nhà trên đường số 10 phường 11 quận 6 và đang dùng điện thoại để đặt xe công nghệ thì bị một nam thanh niên đi xe máy bất ngờ áp sát giật mất chiếc điện thoại trên tay. Sau khi ông Teo Quy Ben trình báo, PC02 phối hợp với công an quận 6 vào cuộc điều tra và xác định đối tượng gây án là dần nên tiến hành bắt giữ vào tối 27 tháng 8. Tại cơ quan công an, đối tượng dần đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai bắn điện thoại của ông Teo Quy Ben cho một tiệm điện thoại ở quận Bình Tân với giá 7,5 triệu đồng. Ngay trong tối 27 tháng 8, PC02 đã thu hồi điện thoại và tiến hành trao trả cho nạn nhân nhận được tài sản, ông Teo Quy Ben bày tỏ sự cảm ơn lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh vì đã nhanh chóng vào cuộc điều tra kịp thời bắt được đối tượng cướp giật trong thời gian ngắn và thu hồi được tài sản. Vụ việc đang được công an điều tra xử lý. Thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề, chỉ một phút lơ là cháy nổ rất dễ xảy ra. Mới đây một đám cháy đã bùng phát tại kho hàng có địa chỉ tại số 137 139 Nguyễn Văn Viên, thuộc phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Lực lượng công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp xử lý nhanh đám cháy. Theo thông tin khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27 tháng 8, người dân phát hiện khói lửa bốc ra từ kho hàng có tại địa chỉ số 137 139 Nguyễn Văn Viên, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Kho hàng xảy ra cháy là của một công ty chuyển phát nhanh vô hỏa hoạn tạo ra cuộc khói đen cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt. Người dân đã báo cho lực lượng chức năng. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hai Bà Trưng đã điều động các xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp công an phường Vĩnh Tuy và lực lượng tại chỗ dập lửa, khoanh vùng chống cháy lan, đảm bảo an ninh trật tự. Sau khoảng 30 phút đến hiện trường, lực lượng chữa cháy đã khống chế ngọn lửa. Thông tin về vụ cháy, ông Lưu Xuân Trịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy và lãnh đạo công an phường Vĩnh Tuy cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người. Về tài sản bị cháy giá trị không cao và ngay trong đêm, các bên liên quan đã chủ động bàn bạc thống nhất việc hỗ trợ thiệt hại về vật chất. Huyện Nguyên nhân cháy đang được xác minh làm rõ. Trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện nạn nhân bị co giật sau tai nạn giao thông, hai cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình Chánh đã phát hiện người phụ nữ sau va chạm bị ngất và co giật. Ngay sau đó, các chiến sĩ đã dùng xe đặc trùng trở đi cấp cứu kịp thời. Sáng 27 tháng 8, đại úy Nguyễn Lê Minh Huy, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình Chánh và chiến sĩ thực tập Dương Quốc Huy, trường cao đẳng cảnh sát nhân dân 2, tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Khi cả hai đi tới trước địa chỉ số 1... A188, đường Vĩnh Lộc, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thì phát hiện vụ va chạm giao thông giữa hai xe máy. Sau va chạm, một người phụ nữ bị ngất xỉu và co giật. Lực lượng cảnh sát giao thông dùng xe mô tô đặc chủng mở đèn, coi ưu tiên đưa nạn nhân đến trạm y tế xã Phạm Văn Hai, sơ cấp cứu. Theo nhận định của cán bộ y tế, nạn nhân bị hạ canxi khi gặp sự cố bất ngờ đã ngất xỉu và co giật. Nếu không được sơ cứu kịp thời, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định, gia đình cũng bày tỏ lòng biết ơn với các chiến sĩ công an và nhân viên y tế đã kịp thời hỗ trợ. Chuyển sang thông tin đáng chú ý về giáo dục, theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 8, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 sẽ bổ sung thêm môn tin học công nghệ. Đây là những môn thi lần đầu tiên được tổ chức trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, những điểm mới này liên quan đến kỹ thuật và số môn thi, quy chế thi Cụ thể, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 rút ngắn thời gian tổ chức thi từ 4 buổi như hiện nay xuống còn 3 buổi thi. Số môn thi, đề thi như công bố trong phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Cụ thể, bổ sung thêm môn tin học, công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp. Đây là những môn thi lần đầu tiên được tổ chức thi trong kỳ thi. Bổ sung thêm một số dạng thức câu hỏi thi mới đối với các môn thi trắc nghiệm. Trước đây chỉ là có một dạng thức câu hỏi thi trắc nghiệm. Tăng cường tính phân hóa của đề thi tất cả các môn để đạt được các mục tiêu của kỳ thi như đã công bố trong phương án thi. Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh hơn trong công tác tổ chức thi, nổi bật như Tất cả các đối tượng tham gia kỳ thi đều có thể đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Giai đoạn trước đây, thí sinh tự do phải nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp. Xác thực thông tin cá nhân và các ưu tiên cộng điểm kỳ thi qua cơ sở dữ liệu số. Việc truyền tải đề thi có thêm phương thức mới qua hệ thống của ban cơ yếu chính phủ, bảo đảm nhanh, bảo mật, tiết kiệm thời gian, chi phí. Việc sắp xếp điểm thi, phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 theo nguyên tắc hỗ trợ tối đa cho thí sinh, không phải di chuyển phòng thi. Theo đó, cho phép trộn học sinh ở các cơ sở giáo dục gần nhau để tổ chức các điểm thi tiện ích cho thí sinh. Thí sinh chỉ dự thi tại một phòng thi duy nhất trong suốt kỳ thi, ưu tiên sắp xếp theo cùng bài thi của hai môn tự chọn. Trong việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng tỷ lệ sử dụng kết quả đánh giá quá trình học tập ở cả lớp 10, 11 và 12 lên 50%. Trước đây là 30% và chỉ sử dụng kết quả lớp 12 nhằm mục đích đánh giá toàn diện các năng lực của học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, tăng hiệu quả đạt được nhiều mục tiêu của kỳ thi như đã công bố. Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng theo quy định được miễn thi môn ngoại ngữ nhưng không quy thành 10 điểm trong xét công nhận tốt nghiệp như quy định hiện nay. Bổ sung quy định để thí điểm thi trên máy tính khi có đủ điều kiện, theo lộ trình như đã công bố trong phương án thi, thí điểm dần từ năm 2027 và khi đủ điều kiện triển khai đại trà sau năm 2030. Thưa quý vị, hưởng ứng ngày Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9, đội công binh Việt Nam ở phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại khu vực APA đã thực hiện chuỗi hoạt động ý nghĩa mang đến nhiều niềm vui cho người dân địa phương. Trong vòng 5 ngày, đội công binh lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã hoàn thành lá cờ Tổ quốc có diện tích gần 100 m2 tại khu vực bệnh viện dã chiến cấp 1 tại châu Phi. Chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024. Mới đây, đội công binh gìn giữ hòa bình đã tổ chức sơn cờ Tổ quốc trên mái nhà thuộc khu vực bệnh viện dã chiến cấp 1. Với diện tích gần 100 m2, cờ tổ quốc nằm ở vị trí chính diện với cổng ra vào, dễ dàng được nhìn thấy ngay từ tuyến đường dẫn vào căn cứ. Mặc dù phải đối mặt với những cơn mưa bất chợt kéo dài, khiến cho lớp sơn vừa tô đã trôi màu, tuy nhiên đội đã nhanh chóng hoàn thành lá cờ chỉ trong vòng 5 ngày. Đây không chỉ là lời chào mừng bạn bè quốc tế đến với căn cứ, mà còn là cách lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam bày tỏ niềm tự hào dân tộc hướng về đất nước nhân ngày lễ của dân tộc. Cũng trong dịp này, đội công binh gìn giữ hòa bình tổ chức một số hoạt động như sửa và bàn giao thuyền cho người dân tại cộng đồng địa phương BIRAC, viện trợ lương thực, thuốc, quần áo cho bệnh viện Abzai, nâng cấp các tuyến đường tổ chức nào vét đường mương nước, thay mới cống hỗ trợ chống ngập lụt tại khu vực đội công binh Việt Nam, tổ chức viện trợ lương thực, thuốc, quần áo cho bệnh viện Abzai, gồm thuốc kháng sinh đường ruột 1.000 viên, thuốc kháng sinh tai mũi họng viêm phổi, vết thương ngoài da 2.000 viên và vitamin 300 viên, thuốc sát trùng vết thương 50 lọ, nước súc họng chống cảm cúm 500 lọ, bông, băng, gạt y tế, v.v. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.